có mặt trong buổi livestream của shop Giáng My, giới thiệu sản phẩm của shop Giáng My trong ngày hôm nay đúng không ạ? Em xin chúc tất cả các chị yêu của em luôn xinh đẹp đúng không ạ? Và đón xem cái livestream xả hàng của bên em ạ. Và hôm nay thì bên em sẽ xả chiếc váy ren này ạ, váy ren mặc đi chơi Tết ạ, với giá là 99k một chiếc các chị nhá. Vâng ạ, đầu tiên thì em xin chào chị Huỳnh Bính này, em chào chị Hoài Sô Siêu này, chào chị Kim Anh này, chào chị Sadi Lâm này, chào tất cả mọi người ạ. Những chị nào mà đang tham gia livestream bên em thì các chị có thể chấm bài cho em để em chào tất cả mọi người đúng không ạ? Và xin chúc tất cả các chị luôn xinh đẹp các chị nhá. Hôm nay thì bên em sẽ xả chiếc váy ren này ạ, với giá là 99k, dòng ren cao cấp và dòng ren maxi các chị nhá. Váy ren maxi, đầm ren maxi của show em trong buổi trong ngày hôm nay đúng không ạ? Và váy bên em thì có size S, M, L, XL ạ. Chị Duyên Lê nhá, chị Ly Lê thấy comment của chị rồi, xin chào ạ. Em chào chị Sâm Đô ạ, chào chị Hà Ngọc ạ, chào tất cả mọi người ạ. Em chào chị Kim Oanh Trần này, chị Hương Hồng Hạnh ơi. Áo Quỳnh Búp Bê thì nhà em đã trả hết hàng rồi, nhưng chị đã bên em gửi hết hàng đi rồi nhá. Đối với chiếc váy này của em thì sẽ có size S, size M, size L và size XL ạ. Sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg ạ. Nên bây giờ những chị nào đang tham gia livestream bên em thì chị có thể chấm bài được cho em để cho tất cả mọi người đúng không ạ? Và giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho mọi người vào đông đông một chút xíu thì em sẽ bắt đầu xả mọi người nhá. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Cái váy ren này thì mặc đi chơi Tết thì quả thực là rất là đẹp luôn các chị nhá. Váy ren bên em sẽ là dòng ren cao cấp, ren bên em sẽ là dòng ren cao cấp ở đây ạ. Chất ren cao cấp. Bên em sẽ có tất cả là ba tông màu, đó là tông màu đỏ đô này, màu đen này và màu hồng nút đúng không ạ? Em chào chị Nguyễn Ma nhá. Đây ạ. Chất ren bên em sẽ là ren ren nhũ chị nhá. Chất ren nhũ bên em đúng không ạ? Mặc vừa nha chị Sâm Đô. Cái này bên em có size S, size M, size L và size XL, từ 40 cân cho tới 65kg là mặc vừa váy này đúng không ạ? Váy bên em sẽ là dòng váy maxi, nó sẽ dài đến mắt cá chân chứ chị nhá. Dòng váy này sẽ dài tới mắt cá chân luôn đúng không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhé để em xả chiếc váy ren của ngày của bên em ngày hôm nay với giá là 99k một chiếc đúng không ạ? Các chị giúp em chia sẻ vào hội nhóm được không ạ? Em đợi các chị vào đông đủ thì em sẽ bắt đầu xả chiếc váy này ạ, với giá là 99k dòng ren cao cấp các chị nhá. 48kg chị Tố Như mặc cho em size M nhá. Em chào chị Bang Sorry này, chào chị Nguyễn Bảy này, chào chị Diệu Lê ạ. Em chào chị Sex Ai này. Đọc comment của mọi người quá khó luôn. Em chào chị Hà Nguyễn Đức này, chào chị Trần Hiền này. Mọi người có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho các chị vào đông đủ thì em cho các chị vào đông đông một chút thì em sẽ bắt đầu xả váy ren này của nhà em hôm nay với giá là 99k một chiếc đúng không ạ? Váy ren rất là đẹp luôn các chị nhá. Váy ren bên em dòng ren rất là đẹp luôn. Ren bên em sẽ là ren maxi nhá. Chất ren bên em sẽ là ren nhũ này. Chất liệu ren nhũ này các chị nhìn này, rất là đẹp luôn ạ. Quần da lót lông bên em còn hàng nhá, mặc Tết rất là đẹp luôn chị nhá. Thấy comment của chị Trần Hiền, chị Lê Giang này. Hôm nay thì nhà em sẽ xả chiếc váy này với giá là 99k một chiếc ạ. Nên bây giờ có thể các chị có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho mọi người vào đông đông một chút thì em sẽ bắt đầu xả đúng không ạ? Mọi người giúp em nhanh chóng các chị nhá. Em chào chị Bảo Ngọc Lê này, em chào chị Na Huyền này, chào chị Hoàng Kim Thê này, chào chị Ngọc Hiền ạ. Em chào chị Trần Bảo Ngô nhá. Bên em vẫn đang gọi chốt ở phía dưới nhá, chị Trần Bảo Ngô nhá. Giá bán em hôm nay sẽ là xả với giá là 99k một chiếc các chị Kim Anh Trần nhá. Em chào chị Phương Loan ạ, chào chị Loan Huỳnh ạ. Em thấy chị Thu Hà nhá. Chị Tố Như ơi, hôm nay bên em sẽ xả chiếc váy ren này với giá là 99k một chiếc ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không ạ? Để em xả chiếc váy này với giá là 99k một chiếc ạ. Váy này mặc đi chơi Tết thì hiệu quả thực là rất là đẹp luôn á chị nhá. Chiếc váy này mà mặc đi chơi Tết thì hiệu quả thực là rất là đẹp luôn đúng không ạ? Em cảm ơn chị Thu Hà nhá. Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Váy ren bên em thì sẽ có 3 tông màu, đó là tông màu hồng nút này, màu đỏ đô, như là mặc trên người màu đỏ đô này, đỏ đô, hồng nút và màu đen đúng không ạ? Size sẽ là từ size S cho tới size XL ạ. Ren bên em và váy ren bên em sẽ là chất liệu ren nhũ nhá. Và sẽ là maxi, dáng maxi nó sẽ dài mắt cá chân thôi, chưa đến mắt cá chân đâu, gần mắt cá chân thôi, rất là sexy và rất là sang luôn đúng không ạ? Mặc đi chơi Tết thì không thể thiếu những cái chiếc váy này mà khi mặc đi chơi Tết đúng không ạ? Không nhá chị nhá, đây là chất liệu bên em là chất liệu ren này, ren nhũ hoàn toàn là nhũ luôn. Đây ạ. Dòng ren nhà em là ren maxi nhá. Em chào chị Anh Thú Kim, thấy chị cô Quang Nguyễn này. Mọi người có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho các chị vào đông đủ em sẽ bắt đầu xả đúng không ạ? Mọi người giúp em chia sẻ các chị nhá. Em chào chị Tìm Lại Bầu Trời ạ. Đối với chiếc váy này của em thì sẽ có size từ 40 cân cho tới 65kg ạ. Em chào chị Quyên Candy ạ. Vâng ạ, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc váy này với giá là 99k một chiếc váy này mặc đi chơi Tết đúng không ạ? Sẽ là từ 40 cân tới 65kg ạ. Em có áo len lông dáng dài không ạ? Chị Hà My Cute có thể bên em gọi điện nhưng mà chị đã không nghe máy của bên em. Chị Hà My Cute gọi đến các số hotline cho nhà em, chị Hà My Cute nhá. Em chào chị Hồng Nhan nhá. Em th-
thấy chị pha lê hồng này. Mọi người chia sẻ giúp em và hội nhóm giúp em nhanh chóng được không ạ? Để em xả chiếc váy này với giá là 99k một chiếc được không ạ? Chị My Xuyên Dường ơi, hôm nay em xả chiếc váy maxi này với giá là 99k một chiếc nhá. Váy maxi là dòng ren nhá, dòng ren cao cấp. Khi các chị mặc lên thì sẽ dài tới khoảng gần mắt cá chân các chị nhá. Gần mắt cá chân luôn. Em đợi các chị vào đông đủ thì em sẽ bắt đầu xả chiếc váy ren này với giá là 99k một chiếc đúng không ạ? Váy ren maxi rất là đẹp luôn ạ. Mặc đi chơi Tết quả thực rất là đẹp luôn các chị nhá. Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Váy này bên em thì ngoài ra bên em còn kèm theo một cái đai nữa chị nhá. Kèm theo là một cái đai nữa. Đây một cái đai để thắt váy đây. Một cái đai nữa mọi người nhá. Size sẽ là từ 40 cân tới 65 kg ạ. Em thấy chị sát ai này? Chị Hương Mộc Trần ơi, hôm nay nhà em sẽ xả chiếc váy ren này với giá là 99k một chiếc nhá. Chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc áo này với giá chiếc váy này với giá 99k đúng không ạ? Chị Tùng Nga ơi, bên em vâng ạ, bên em vẫn đang check inbox nhá chị Tùng Nga nhá. Em chào chị Mỹ Linh đây ạ. Váy ren maxi mặc đi chơi Tết quả thực rất là xuất sắc và rất là đẹp luôn. Chị nào hôm nay muốn mua chiếc váy ren maxi của nhà em với giá 99k thì mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm nhá. Và em đợi các chị vào đông đủ thì em sẽ đầu xả chiếc váy này với giá 99k đúng không ạ? Chị Hà Mi Cú Tê, ok chị sẽ gọi điện thoại luôn cho nhà em bây giờ luôn đúng không chị Hà Mi Cú Tê nhá, gọi luôn cho nhà em hoặc inbox cho bên em luôn đúng không ạ? Đây là màu hồng nút chị ạ, đây là màu hồng nút này, váy ren maxi mặc đi chơi Tết quả thực rất đẹp luôn ạ. Mọi người có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm được không ạ? Chất liệu bên em chất liệu ren, đầm ren chị Loan Huỳnh nhá, chất liệu ren này, ren nhũ, size sẽ là từ 40 cân ạ cho tới 65 kg ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhé để em xả chiếc váy này với giá 99k một chiếc ạ. Mặc được chị Ngọc Như nhá, mặc được chị ạ. Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg ạ. Đây ạ, váy ren bên em đây ạ. Em cảm ơn chị Phạm Ngọc Quyên đã chia sẻ giúp em ạ. Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Váy ren maxi chị nhá, đây là váy ren này và dáng bên em mặc lên thì nó sẽ dài tới mắt cá chân nhá. Gần tới mắt cá chân thôi đúng không ạ? Và mình kết hợp thêm một cái túi sách khi mà đi chơi Tết nó rất là đẹp luôn đúng không ạ? Nó vô cùng kín đáo luôn mà vô cùng đẹp luôn các chị nhá. Chị Viện PK, vâng ạ, chị Vũ Bảo Châu xin chào nhá. Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Cảm ơn chị Lụa Ngô này. Váy này của bên em sẽ mặc qua đầu gối, đúng rồi chị ạ. Mặc sẽ là qua đầu gối, dáng sẽ qua đầu gối nhá. Và là sẽ nó sẽ dài đến gần mắt cá chân thôi nhá chị nhá. Dài đến gần mắt cá chân đúng không ạ? Chị Hồng Thắm ơi, hôm nay bên em sẽ xả chiếc váy này với giá là 99k một chiếc chị nhá. Chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc váy ren nhũ nhé hôm nay với giá 99k cho mọi người đúng không? Mọi người giúp em nhanh chóng được không ạ? Váy này bên em thì ngoài ra ấy, thì có thể còn có thêm một cái đai nữa chị nhá, còn có thêm một cái đai này, đai thắt này rất là đẹp luôn. Đấy rất là đẹp luôn đúng không ạ? Em cảm ơn chị Phượng PK, mọi người giúp em chia sẻ nhá. Váy ren bên em thì sẽ có tất cả là 3 màu, đó là màu đỏ đô này, màu đỏ đô này, màu đen này và màu hồng nút các chị nhá. Đỏ đô này, đen và hồng nút đúng không ạ? Size sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg, size S, size M, size L và size XL thôi ạ. Bên em chỉ có size S, size M, size L và size XL đúng không ạ? Chị Lê Thu Nguyệt ơi, em thấy comment của chị rồi ạ. Em cảm ơn chị Bé Lì nhá, cảm ơn chị Mỹ Xuyên Trương ạ. Đây chị Nguyễn Ngọc ơi đây ạ, váy mặc đi chơi Tết quả thực là rất là xuất sắc luôn đúng không ạ? Chị nào mà muốn mua chiếc váy này với giá 99k mặc đi chơi Tết thì mọi người hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc váy ren của nhà hôm nay với giá 99k trong ngày hôm nay đúng không ạ? Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Em đợi các chị vào đông đủ thì em sẽ bắt đầu xả chiếc váy này ạ với giá là 99k một chiếc ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm với ạ. Cảm ơn chị Hana nhé, chị Trinh Nguyễn này. Đang mặc trên người của em đây hiện tại là màu đỏ đô các chị nhá, màu đỏ đô này. Đầm đỏ của nhà em chị My và ơi, đầm đỏ của nhà em hôm nay có giá là 99k một chiếc nhá. Mọi người có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho mọi người vào đông đông thì em sẽ bắt đầu xả được không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em mọi người nhá. Em cảm ơn chị Trinh Nguyễn ạ. Màu đen, đây là màu đen của em, màu đen đấy ạ. Màu đen của nhà em là dành cho những chị nào màu người có thể là bầm một chút xíu thì các chị mặc sang tông màu đen cho nhà em mọi người nhá. Màu đen cho nhà em đúng không ạ? Váy ren nhũ này rất là đẹp luôn. Đây ạ, chất liệu nhà em. Váy này của bên em sẽ dòng này của nhà em sẽ là dòng dài nhá. Nó sẽ dài tới khoảng mắt cá chân, gần mắt cá chân thôi. Maxi rất là đẹp luôn ạ. Chị Dương Nguyễn ơi, để em một chút xíu nhá. Mọi người có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm được không ạ? Để cho mọi người vào đông đủ em sẽ bắt đầu xả đúng không ạ? Mọi người giúp em nhanh chóng mọi người nhá. Ok, chị My Võ này mọi người chia sẻ giúp em ạ. Cảm ơn chị Quỳnh Trang rất là nhiều ạ. Chị Lê Thu Nguyễn ơi, chị 45 kg thì chị mặc cho em size S chị nhá, mặc cho em size S đúng không ạ? Chị Vân Thảo Trần 40 kg cũng mặc cho em size S luôn nhá. Size bên em sẽ là từ 40 cân này. Đối với chiếc này, dòng váy này bên em thì size
cân cho tới 65kg đúng không ạ? Em cảm ơn chị My Võ này, cảm ơn chị Diệm My này, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhé. Chị nào mà người hơi mập mập một chút ý, thì các chị có thể mặc sang các cái tông màu đen thôi nhé em, tức là màu tông màu tối màu á chị nhá. Mét 48 mặc được chị nhá, vì váy bên em váy có size ạ. Chị vào đông đông một chút thì em sẽ bắt đầu xả nhé. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm ạ. Chị Dê La Nguyễn ơi, hôm nay em sẽ xả chiếc váy gen maxi này với giá là 99k một chiếc nhé. Chị Dê Vi Phạm nhé. Mọi người ơi, mọi người có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm được không ạ? Em đang đợi các chị đấy ạ. Màu hồng lát sẽ em mặc thử sau nhé. Chị Hoài Su Siêu đúng không ạ? Chị Thanh Trần ơi, váy bên em hôm nay sẽ xả với giá là 99k một chiếc đó chị nhá. 99k một chiếc thôi này. 99k cho một chiếc váy gen maxi. Cái độ dài của váy thì nó sẽ dài tới khoảng gần mắt cá chân thôi mọi người nhá. Mặc khi chơi Tết quả thực là rất là đẹp luôn, và các chị kết hợp thêm với một cái túi xách nữa thì quả thực là đẹp đúng không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm ạ. Size bên em sẽ là từ 40 cân này cho tới 65kg các chị nhá. Chị Thảo Kenny ơi, chị 52kg thì chị mặc cho em size M nhá, mặc cho em size M được không ạ? Size M thôi chị nhá. Em đợi các chị vào đông đủ thì em sẽ bắt đầu xả chiếc váy này với giá là 99k một chiếc ạ. Mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm nhanh chóng được không ạ? Chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Đầm công chúa thì bên em sẽ like sau nhá, chị Thúy Mân nhá. Đêm bọn em đang like lên cái mẫu váy gen để đón Tết đúng không ạ? Váy đẹp quá, cảm ơn chị Huệ Kim, chị mua ủng hộ giúp em được không ạ? Và chị chia sẻ giúp em chị nhá. Chị Cát Tường màu hồng, hồng nước ạ chị đấy ạ. Chất liệu bên em sẽ là chất liệu gen nhá. Toàn bộ hàng bên em là gen nhũ này. Chất liệu gen nhũ rất là đẹp luôn. Và hàng bên em toàn bộ là hàng rất là đẹp ạ chị nhá. Hàng Quảng Châu rất là đẹp luôn. Cảm ơn chị My Võ ạ. Chị Trang đâu ơi, hôm nay bên em xả chiếc váy này với giá là 99k. Chị có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm đúng không ạ? Để em xả chiếc váy này với giá 99k đúng không ạ? Chị My Võ ơi, ok chị My Võ nhá. Chị Hoàng Linh Nga ơi, thấy comment của chị rồi nhá. Chúc chị luôn xinh đẹp đúng không ạ? Chị Angela Chip ơi, vâng chị chia sẻ giúp em nhá. Váy gen maxi này, váy gen maxi mặc cái chơi Tết quả thực rất là đẹp luôn á chị ạ. Nó không những sang mà lại còn vô cùng rất là đẹp luôn á chị nhá. Lại còn vô cùng đẹp luôn. Và em sẽ đợi các chị vào đông đủ thì em sẽ bắt đầu xả nha mọi người nhá. Mọi người giúp em chia sẻ một nhóm ạ. Chị Ngân Hà Nguyễn ơi, em thấy comment của chị rồi ạ. Chị Lê Diễm ơi, váy đang mang của em có giá là 99k một chiếc nhá. Dáng váy sẽ là dáng váy maxi nhá, dáng váy maxi. Và bên em có tất cả là 3 tông màu. Đó là tông màu hồng nút này, màu đen và màu đỏ đô á chị nhá. Hồng nút, đen và đỏ đô được không ạ? Cảm ơn chị Ngọc Trinh nhá, mọi người chia sẻ giúp em nào. Hiện tại thì người xem nó rất là thấp luôn, mọi người thể chia sẻ giúp em vào hội nhóm nào. Em đang đợi các chị đấy ạ. Cảm ơn chị Trinh Nguyễn nhá, chị Lê Xuân này, chị Phạm Hiền này, chị Vi Vi này, chị Trinh Nguyễn, cảm ơn chị này, chị Cát Tường. Chưa, chị Hạnh Nai nhá, đây một chút xíu nữa. Áo phao của bên em vẫn đang chốt dưới nhà nhá, chị Anh Duy đúng không ạ? Chị Thu Hà ơi, em thấy comment của chị Thu Hà rồi nhá. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để xả chiếc váy gen maxi của nhà hôm nay với giá là 99k một chiếc váy gen maxi. Mặc để đi chơi Tết đúng không ạ? Sắp đến Tết rồi, chỉ còn khoảng 20 ngày nữa thôi là Tết rồi mọi người nhá. Các chị hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc váy gen maxi. Chất liệu bên em, chất liệu nhũ này mặc đi chơi Tết quả thực rất là đẹp và rất xuất sắc luôn đúng không ạ? Và mình có thể kết hợp thêm với một cái với một cái túi xách này nữa. Quả thực là rất là đẹp luôn để mặc đi chơi chị Tết này mọi người nhá, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Chị Đan Hương ơi, màu hồng ruốc của nhà em chị nhá. Đây là màu hồng nu của nhà em, tông màu hồng nu của nhà em đấy đúng không ạ? Chị ơi, các chị có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm để em xả chiếc váy này với giá 99k nhanh chóng giúp em được không ạ? Em đợi mọi người đấy ạ. Hello, xin chào chị Bao Huỳnh nhá. Chị VV Trần này, chị Trần Thu Hằng này, chị Ánh Hằng này. Size của chiếc váy này bên em sẽ là có size S, size M, size L và size XL từ 40 cân tới 65kg nhá chị nhá. 40 cân cho tới 65kg váy này ok đúng không ạ? Chị Hồng Hà ơi, ok chị Hồng Hà nhá, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nào. Váy maxi này. Em đợi các chị vào đông một tí nữa, em sẽ bắt đầu xả nhé. Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Chị Trúc Nguyễn ơi, chị mét 6 mà chị nặng 58kg thì chị mặc cho em size L nhé. Size L cho đẹp đúng không ạ? Size L ạ. Chị Trang Trang để em một chút xíu nữa. Hiện tại người xem chỉ có là 300 thôi ạ. Để đợi em một chút xíu nữa cho mọi người vào đông một tí nữa sẽ bắt đầu xả đúng không ạ? Vừa chị Quỳnh Như nhá, vừa chị ạ. Chị My Võ đây một chút xíu nữa đúng không ạ? Đây một tí nữa chị nhá. Một chiếc váy này của bên em thì sẽ bao gồm thêm cả một cái đai nhảy nữa mọi người nhá. Bao gồm cả một cái đai nhảy nữa được không ạ? 62kg chị Quý Lê ơi. Mặc
cho em size XL. XL đúng không ạ? Đầm đang mặc của em trên người có giá là 99k mỗi chiếc chị Hân Nguyễn nhá. Chị Anh Duy ok chị này. Chị Trần Hiền này. Mọi người ơi, mọi người có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm được không ạ? Đầm của em khi mặc lên thì sẽ sáng, sẽ kiểu maxi mọi người nhá. Nó sẽ dài gần tới mắt cá chân nhá. Nó sẽ độ dài của chiếc váy này thì khi mặc lên sẽ dài tới khoảng gần mắt cá chân đúng không ạ? Size sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg này. Mọi người có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm nhanh chóng được không ạ? Em đếm giá chiếc váy ren này với giá là 99k một chiếc được không ạ? Chị Trần Hương ơi, 46kg mặc cho em size S nhá. 50kg chị Linh Trần mặc cho em size, Liên Trần mặc cho em size M này. Thấy comment của chị Linh Bình Ý Như này. Em xin nhắc lại tất cả những chị vào sau là chương trình hôm nay của bên em sẽ là giả chiếc váy ren nhũ này với giá là 99k cho một chiếc váy ren nhũ hàng cao cấp của bên em để mặc đi chơi Tết đúng không ạ? Và em ra mẫu mới để mặc đi chơi Tết mọi người nhá. Body thì bên em sẽ like sau nhá chị Hằng Vun đúng không ạ? Chị Hồng Thắm ơi, em comment là trôi của nhanh quá thì em không trả lời kịp comment của chị được, thông cảm giúp em đúng không ạ? Chị comment lại đi để em trả lời câu hỏi của mình nhá. Chị Nguyên Yến ơi, 57kg thì chị mặc cho em size L đây, váy ren maxi của nhà em mặc sẽ dài tới khoảng qua đầu gối và gần mắt cá chân nhé. Mặc rất là sexy luôn và rất là sang luôn mọi người nhá. Rất là sang, dòng này của bên em sẽ là dòng cao cấp, mặc vô cùng đẹp luôn nhá. Hàng của em, úi dồi, hàng của em là hàng new nhé chị ơi. Ủa thật đấy. Màu chị đang cầm là màu hồng, màu đang cầm trên tay em đây là màu hồng nút chị ạ. Váy ren maxi màu hồng nút nhá. Và 4 tầng này, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 lần tầng. Mặc lên rất là xinh và rất là nổi bật luôn đấy chị nhá. Mặc lên rất là xinh và rất nổi bật luôn để trong cái mùa ta sắp Tết rồi mọi người nhá. Chỉ còn 20 ngày thôi là Tết rồi đúng không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Chương trình hôm nay của bên em sẽ là xả chiếc máy ren này với giá là 99k một chiếc đúng không ạ? Và em đợi mọi người vào đông đủ một chút nữa thì em sẽ bắt đầu xả nhá. Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Em cảm ơn chị Trinh Nguyễn nha, đã tương tác với bên em rất là nhiều luôn. Váy body của em thì em sẽ like sau nha chị Hồng Quang đúng không ạ? Chị Tú Lan Châu ơi, hôm nay nhà em sẽ xả chiếc váy ren này với giá 99k một chiếc ạ. Mọi người chia sẻ giúp em nhá, để em xả chiếc váy ren này với giá là 99k một chiếc bây giờ luôn đúng không ạ? Mọi người nhanh chóng giúp em ạ. Cái váy này, đầm này mặc đi chơi Tết thôi thì thực sự là quả thực là quá đẹp luôn và quá xuất sắc luôn đúng không? Quá xinh luôn mọi người nhá. Size thì váy này sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg. Váy ren maxi nó sẽ dài qua đầu gối tới mắt cá chân mọi người, rất là đẹp luôn. Và bên em có 3 tông màu chính, đó là màu đen này, màu đen này, màu hồng nút và màu đỏ đô đúng không? Đen, hồng nút, đỏ đô. Váy ren maxi rất là đẹp luôn. Chị Quý Lê ơi, 1m62 nặng 62kg mặc cho em size XL chị nhá, mặc cho em size XL đúng không ạ? 65kg chị Ánh Mai mặc cho em size XL luôn nhá. Thấy comment của chị Lân Xuân Ni nhá, 57kg mặc cho em size L nhá. Và chương trình hôm nay của bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 20 lần tất cả các trang hội nhóm cho mọi người nhá. 72kg em không có size đâu nhá chị bé rượu nhá, không có size đâu ạ. Chị ơi, đang mặc trên người của em đây hiện tại là màu đỏ đô chị ạ, đỏ đô màu hồng nút, hồng ruốc ấy với cả màu đen. Bên em có tất cả là 3 màu thôi, 3 màu là màu đỏ đô này, màu đen này với cả màu hồng nút các chị ạ. Có 3 màu các chị ạ. 65kg thì chị Linh Đào mặc cho em size XL nhá. Váy này thì không thể thiếu trong những ngày Tết sắp tới và hôm nay thì nhà em sẽ xả chiếc váy này với giá 99k một chiếc thôi ạ. Chị Thi Huệ để em một chút xíu nữa được không ạ? Váy này bên em ngoài ra còn kèm thêm một cái đai mọi người nhá, còn kèm thêm một cái đai này nữa, màu hồng nút rất là đẹp luôn. Nó tuy đơn giản thôi nhưng mặc lên người rất là sexy và cũng rất là đẹp, nó rất là sang luôn đúng không ạ? Vâng ạ, ok chị Tina Phạm nhá. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm ạ, để em xả chiếc máy này với giá 99k nhanh chóng giúp em đúng không ạ? Em đợi mọi người đấy ạ. Size S dành cho người từ 40 cân tới 47kg này, size M dành cho người từ 48 tới 53kg thì các chị mặc cho em size M nhá. Còn size L dành cho người từ 54kg đến 59 này, size XL từ 60 tới 65kg đúng không ạ? Đó là size bên em, bằng theo bằng size bên em của chiếc váy này đúng không ạ? Bao nhiêu cái chị ơi, bao nhiêu cái? Váy này bên em sẽ xả với giá 99k một chiếc. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Màu đen bên em đây ạ, đây là màu đen của nhà em nhé. Ở màu đen của bên em đây, màu đen đây. Váy ren nhũ màu đen nhá, rất là đẹp luôn. Mặc đi chơi Tết quả thực rất là đẹp luôn. Chị Đào Hương ở đây em một chút xíu, hiện tại là người xem đang rất là thấp luôn. Đây một chút xíu nữa thôi đúng không ạ? 1m65 nặng 52kg mặc cho em size M nhá. Em phải đợi các chị vào đông đủ thì em mới bắt đầu xả đúng không ạ? Mốc 500 người xem đầu tiên thì em sẽ bắt đầu xả váy này nha. Mọi người chia sẻ giúp vào hội nhóm được không ạ? Chị Vi Nguyễn ơi, để em một chút xíu nữa thôi nhá. Chị Vi Nguyễn được không ạ? Chị Hiền Lê 57kg mặc cho em size L nhá. Chị Thảo Trần thấy comment của chị Thảo Trần rồi đấy ạ. Chị Duy Vũ nhá, cảm ơn chị Duy Vũ, chị Nguyễn Kim này. Và với cái giá bán 99k của bên em thì bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lượt trang cá nhân ạ và 20 lượt tất cả các trang hỗ trợ nhóm để em bán cho các chị váy này với giá là 99k một chiếc đúng không ạ? Đó là điều kiện để mua hàng bên em với giá 99k một chiếc. Váy ren như này mọi người nhá, váy ren maxi. Dáng bên em sẽ là dáng
sẽ dài tới qua mắt cá chân một chút xíu thôi. À, dài gần tới mắt cá chân một chút xíu mọi người nhá. Chị Nguyễn Kim đấy một chút xíu. Bên hàng mà hàng bên em là hàng có size lên, chị không lo là không sợ ngắn nó không sợ dài đâu nhá chị nhá. Chị Tuyết Thân 59kg thì mặc cho em size XL. À thôi size L cho xinh nhá, size L cho xinh đúng không ạ? Thấy comment của chị Hồng Anh bé này. Mọi người nhanh chóng giúp em được không ạ? À? Em đang đợi mọi người đấy ạ. Quả thực rất đẹp luôn. Chị nào mà muốn sắm chiếc váy này cho mình thì mặc đi chơi Tết sắp tới, chỉ còn 20 ngày nữa thôi là Tết rồi. Thì các chị hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc váy ren như nó trên người đi. Váy ren maxi nhá, với giá 99k một chiếc thôi, rất là đẹp luôn. Chị Nesumi ơi, chị mặc cho em size size S thôi nhá, cho nó xinh nhá, size S đúng không ạ? Chị Hồng Phương cảm ơn chị nhá. Thấy comment của chị anh Nguyễn đúng không ạ? Chị Như Yong để em một chút xíu nhá. Chị Nguyễn Thị Bích Diễm xá bên em sẽ xả đầu chương trình với giá 99k một chiếc nhá. Và với cái giá 99k này của bên em thì bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân ạ. Và 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm, sau đó quay lại cái bài viết của em livestream đúng không ạ? Áo phao của em thì sẽ là áo phao quay mới like cái mã phao hôm qua, hôm nút chị Quỳnh Mai có thể xem lại cái livestream của nhà em ngày hôm qua em có livestream đúng không ạ? Size sẽ là S, size M, size L và size XL, váy ren maxi dài đến mắt cá chân. Thực sự rất là sang chảnh luôn và rất là đẹp luôn, mặc đi chơi Tết đúng không ạ? Người xem cũng đang khá thấp thôi. Mọi người có thể giúp em cho em lên mốc 500 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả với giá 99k một chiếc đúng không ạ? Chị Winnie Trần ơi, thấy comment của chị Winnie Trần rồi nhá. Chị Trúc Linh 55kg mặc cho em size L này. Chị Hạnh Trần đấy một chút xíu nhá. Váy ren, dòng ren của bên em sẽ là dòng ren cao cấp mọi người nhìn này. Dòng ren rất cao cấp luôn và bên em sẽ có 3 tông màu. Đó là tông màu đỏ đô này, đen này và hồng nút đúng không ạ? 65kg chị Kim Ngân mặc cho em size XL nhá. Chị Hạnh Trần ơi, vâng ạ. Chị Vân Thảo Trần để em chút xíu nhá. Thấy comment của chị Mỹ Dung Hạnh Huỳnh Thị rồi, mọi người có thể giúp em chia sẻ nhanh chóng đúng không ạ? Và em đang đợi mọi người suốt này đến giờ đúng không ạ? Mọi người giúp em nhanh chóng mọi người nhá. Đang mặc trên người em đây hiện tại là màu đỏ đô này. Váy ren maxi. Đây ạ. Váy ren maxi rất là đẹp luôn, mặc đi chơi Tết quả thực rất đẹp luôn đúng không ạ? Chị Thúy Vi vâng ạ. 68kg thì nó hơi chậm một chút xíu đấy chị ạ. Em chỉ có size từ 40 cân tới 65kg thôi nhá chị nhá. Dài tới mắt cá chân ạ, gần mắt cá chân nhá chị Trúc Linh nhá. Giá bán bên em sẽ là giả với giá 99k một chiếc. Và em sẽ đợi mọi người vào đông đủ mốc 500 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả nhá. Nên mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm được không ạ? Hiện tại là người xem đang rất là thấp luôn, chỉ có 300 người xem thôi. Mà có thể giúp em cho em lên mốc 500 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả nhanh chóng luôn ạ. Cái giấy là rất là rẻ luôn mọi người nhá, chỉ có 99k một chiếc thôi. Nên chị nào muốn mua chiếc váy này để mặc đi chơi Tết đi thì mọi người nhanh chóng sắm cho mình một chiếc váy ren này mặc đi chơi Tết, quả thực là rất xuất sắc và rất đẹp luôn. Vì cái chất liệu vải bên em, cái chất liệu gì không ạ? Chất liệu vải bên em sẽ toàn bộ là chất liệu vải ren nhá. Ren nhũ luôn. Đó ren nhũ bình thường thôi nhưng mặc lên rất là sang luôn, dòng ren cao cấp các chị nhá. Rất đẹp luôn đúng không ạ? 60kg thì chị ren đi ơi mặc cho em size XL nhá. Bên em chỉ có size S, size M, size L và size XL nữa các chị nhá. Chị Huệ Luna ơi và chị Kim Mai ơi 51kg mặc cho em size M nhá. Em cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Hà đã chia sẻ giúp em ạ. Váy bên em sẽ là dài tới gần mắt cá chân mọi người nhá. Váy gọn dài gần mắt cá chân tại em bị cận nên em phải quay đi ảnh mọi người ạ. Không nhìn thấy gì luôn ấy. Chị Mỹ Linh ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Mọi người chia sẻ giúp em nào. Mốc 500 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả với giá 99k đúng không ạ? Chia sẻ giúp em ạ. Nhanh chóng giúp em đang muốn xả với giá 99k lắm rồi đó. Mọi người giúp em nhanh chóng được không ạ? Em đợi mọi người đấy ạ. Chị Nguyễn Thị Linh đấy, một chút xíu nhá chị Nguyễn Thị Linh nhá. Em cảm ơn chị Quang Dũng rất là nhiều ạ. Chị chia sẻ giúp em ạ. 65kg mặc cho em size XL. Và em xin nhắc lại tất cả những chị vào sau là chương trình hôm nay của bên em sẽ là xả chiếc váy ren này này với giá là 99k một chiếc váy ren. Bên em có 3 màu đỏ đô, đen và hồng nút nhá. Đây ạ, đen, đỏ đô và hồng nút luôn. Đen, đỏ đô, hồng nút. Chị Trần Thúy Hằng ơi, em thấy comment của chị rồi. Váy bên em sẽ là dòng váy maxi nhá, dòng váy ren maxi. Nó sẽ dài tới gần mắt cá chân nhá. Gần mắt cá chân chị nhá. Kg mặc cho em size L nhá. Chị ơi, cho em ở ngoài Hà Nội và bên em sẽ giao hàng trên toàn quốc ạ. Em ở ngoài Hà Nội và bên em giao hàng trên toàn quốc các chị nhá. Đây ạ, váy ren của nhà em đây. Váy ren của em đây. Size sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg. Các chị này, vòng ren mới là ren cao cấp mọi người nhá. Ren cao cấp và bên em có 4 tầng nữa. Có 4 tầng này. Váy ren nhũ và có 4 tầng luôn nhá. Và kèm thêm một cái đai nữa nhá chị Nguyễn Hương nhá. Em ở ngoài Hà Nội chị ạ.
với giá 99k một chiếc. Chị thì Liên Nguyễn ơi, bao nhiêu ạ? Váy này hôm nay em sẽ xả với giá 99k. 99k màu đỏ đô, 99k màu đen nhá và màu hồng nút. Váy này mặc đi chơi Tết thôi, quả thực là quá đẹp và quá xuất sắc rồi. Chị nào còn muốn mua chiếc váy này mặc đi chơi Tết thôi thì các chị hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc váy ren này để mặc đi chơi Tết đúng không ạ? Chị Thương Hà thấy comment của chị rồi nhá, mọi người nhanh chóng giúp em. Chị Julie Hồng Vân ơi, 49kg mặc cho em size M nhá. Chị Vân Vũ ơi thấy comment của chị rồi này. Chị Thủy Bé cảm ơn chị rất là nhiều này. Chị Linh Đan thấy comment của chị luôn nhá. Chị Phương Mai này và chị Ti Nam Phạm XLD xuất hiện ở ngoài Hà Nội và bên em giao trên toàn quốc luôn, mọi miền tổ quốc luôn chị ạ. Chị Ngọc Sinh đấy một chút xíu nữa được không ạ? Chị chia sẻ giúp em nhé vào hội nhóm nhé. Chị Thế Giới Su Bé ơi cảm ơn chị này. Chị Trần Trang cảm ơn chị này. Chị Đỗ Thị Hải cảm ơn chị. 70kg thì em không có size đâu chị ạ, em chỉ có size từ 40 cân cho tới 65kg thôi chị ạ. Đây ạ, bỏ cái đai ra nhảy nhá, thắt cái đai này là rất là đẹp luôn mọi người này. Size sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg ạ. Size 40 cân tới 65kg. Và dòng váy này của nhà em gọi là dòng váy ren nhá, váy ren cao cấp. Dòng váy ren cao cấp, chất liệu bên em là chất liệu ren nhũ và nó sẽ có 4 tầng này. Và cái độ dài của váy này sẽ dài tới mắt cá chân mọi người nhá, mắt cá chân, gần mắt cá chân thôi. Nhưng mà mặc đi chơi Tết thì thực sự là rất là kín đáo và rất là ấm áp luôn đúng không ạ? Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Nên bây giờ mọi người chỉ cần lên cho em mốc 500 người xem thôi để em bắt đầu sẽ bắt đầu xả. Nguyễn Kim ơi, để em một chút xíu. Em rất muốn bán luôn nhưng em đợi mọi người đấy ạ, khổ thật đấy ạ. Chị Thế Giới Xa Bé ơi, bao nhiêu váy đấy? Váy này bên em hôm nay sẽ xả với giá 99k đúng không ạ? Đây chị ơi, váy nhà em đây. Rất là xinh luôn mọi người nhá, mặc lên chơi Tết quả thực rất là xinh luôn nhá. Váy này hôm nay sẽ xả với giá 99k nhá, chị tiếng người Trung Quốc không đọc tên ạ. Đây chị ơi, váy nhà em đây. Của nhà em, chị Nhung Mon ơi, váy này có giá 99k một chiếc nhá. Và điều kiện để mua hàng bên em cái váy 99k này thì các chị chia sẻ giúp em 3 lần trang cá nhân ạ. 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm để mua váy này bên em với giá 99k một chiếc đúng không ạ? Nhanh chóng giúp em được không ạ? Chị Hà Hương ơi, váy bên em đang mặc với giá 99k đúng không ạ? Nhiều chị mới vào sau thì em xin nhắc lại nhá. Nhiều chị mà vừa mới vào sau ấy thì em xin nhắc lại là váy này hôm nay của bên em sẽ xả với giá 99k một chiếc và bên em sẽ chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân, 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm và quay lại cái bài viết của em để comment cái màu các chị thích 99k kèm màu các chị thích và kèm theo cái giới thiệu của mình nhé trên cùng một dòng comment giúp em được không ạ? Đây ạ, 99k một chiếc, váy có xinh không ạ? Có đẹp không ạ? Màu da của nhà em đây ạ, màu này của nhà em màu hồng nút chị ạ, đây là màu hồng nút chị nhá. Đây dáng váy nhà em đây, form váy và dáng váy nhà em sẽ là váy maxi và độ dài của nó sẽ là dài và qua thì mắt cá chân gần mắt cá chân mọi người nhé. Chị Thúy Vân giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho lên mốc 500 đúng không ạ? Chị Hoa Nguyễn này, chị Châu Lê này, chị Phương Anh Trần này, 55kg mặc size L cho em này, váy rất đẹp luôn đúng rồi ạ. Váy của em sẽ là dài tới mắt cá chân, gần mắt cá chân mọi người nhé, gần mắt cá chân thôi. Và hôm nay thì em sẽ xả với giá 99k một chiếc, mốc 500 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả nhé. Hiện tại là người xem đang rất là thấp luôn, chỉ có hơn 300 thôi mọi người nhé, giúp em nhanh chóng được không ạ? Chị Thu Thu ơi, váy này của nhà em thì size sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg nhá. Tức là size S, size M, size L và size XL thôi. Đối dòng váy này của anh em chỉ có size S, size M, size XL thôi mọi người nhá. Muốn giúp em chia sẻ vào hội nhóm này. Thấy comment của chị Nguyễn Xuân này. Màu mặc được nhá chị nhá, màu mặc được. Bình thường là bình thường, ví dụ như là chị 45kg đúng không? Thì chị muốn chị đang có bầu đúng không? Để em xả luôn nào mọi người ơi, nhanh chóng giúp em được không ạ? Nếu không chia sẻ là bao nhiêu, lát nữa thì em sẽ công bố giá gốc nhé chị Nguyễn Thiên Anh đúng không ạ? Váy ngắn của em thì dòng này váy ngắn thì em cũng có nhá, nhưng mà em sẽ like sau nhá chị Thanh Huân Nguyễn đúng không ạ? Ok chị Yến Nhi nhá, chị Yến Nhi này đang mặc trên người em đây hiện tại là màu đỏ đô này. Bên em có 3 màu, đó là màu đen này, màu đỏ đô và màu hồng nút các chị nhá. Đen, đỏ đô, hồng nút đúng không ạ? Hiện tại thì không lên nổi bốc 300 đúng không ạ? Thì em sẽ hôm nay thì em sẽ quay số mọi người nhé. Không lên đủ bốc 300 thì em vẫn sẽ quay số. Và hiện tại thì người xem cũng đang rất là thấp luôn, chỉ có gần 300 người xem thôi mọi người nhé. Ok chị Angela Chip bắt đầu em chốt với giá 99k cho mọi người nhé. Bây giờ nhà em sẽ bắt đầu tiến hành. Bây giờ nhà em sẽ bắt đầu chốt đơn hàng cho chị với giá là 99k cho một chiếc váy ren đúng không ạ? Lát nữa thì em sẽ công bố giá gốc với
giờ mọi người nhá, lát sẽ công bố giá gốc bây giờ luôn. Chị Ngọc Sinh ơi bán đi, chị đợi em chút xíu nhá, chị Thùy Vân cũng thấy đợi em chút xíu để em bán quay trở về giá gốc bây giờ mọi người nhá. Mời chia sẻ giúp em vào hội nhóm nha mọi người nhá. 65kg chị Phương Dương mặc cho em size XL chị nhá. Chị nụ cười không vui nhé, em sẽ xả với giá 99k đối với chị ạ. Mấy này mặc đi chơi Tết thì tổng quả thực rất là đẹp luôn mọi người ạ. Mình sẽ xinh và mình sẽ nổi bật giữa đám đông luôn đúng không ạ? Rất là ngày Tết đúng không ạ? Chỉ còn 20 ngày là thôi là Tết rồi. Chị nào muốn mua chiếc váy này với giá là 99k để mặc đi chơi Tết thì mọi người hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc váy ren nhũ này maxi nhà em với giá 99k mặc đi chơi Tết đúng không ạ? Và giá bên em bắt đầu chỉ có giá 99k một chiếc thôi mọi người nhá. Và không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn săn được cái váy nhà hôm nay, cái đầm nhà hôm nay với giá là 99k. Thì sau đây thì nhà em sẽ quay số như mọi khi các chị nhá. Giá gốc đi bạn ơi, đợi em chút xíu thực phẩm nhá, đợi em chút xíu luôn đúng không ạ? Đây mọi người ơi, dòng này bên em ra dòng cao cấp mọi người nhá. Hiện tại thì người xem cũng đang rất là thấp luôn thì em sẽ quay cho một chị đúng không ạ? Tại vì người xem nó quá thấp luôn ấy. Ví dụ như người xem mốc 500 thì em sẽ quay cho 3 đến 4 chị đúng không ạ? Nhưng mà đây mọi người xem nó chỉ rất là thấp luôn, em các chị cho em quay một số thôi mọi người nhá. Giúp em được không ạ? Tại vì hôm nay người xem cũng quá thấp luôn nhá. Đúng không ạ? Xong rồi em lát nữa thì em sẽ công bố giá gốc luôn các chị nhá. Rồi ok chị này bắt đầu quay số này. Vào đuôi cái số điện thoại của chị nào thì chị nó sẽ nhanh chóng này gọi điện vào cái số điện thoại của em đúng không ạ? Các chị có hiểu là chơi nhưng mọi khi nhà em quay số không ạ? Các chị nhá, các chị hôm nay cho nhà em quay một số thôi nhá, bởi vì là nếu mà lượt view nó cao thì nhà em sẽ quay nhiều số hơn. 500 thì nhà em sẽ quay khoảng 4 đến 5 số, nhưng mà lượt view hôm nay quá thấp luôn thì em sẽ xin phép quay một số thôi mọi người nhá. Tại váy này cũng là dòng cao cấp ấy ạ, đúng không ạ? Các chị nhá. Vào đuôi số điện thoại chị của chị nào thì chị đó nhanh chóng gọi điện cho nhà em nhá, để bên em trao thưởng là một chiếc váy này chị giá là 99k cho hôm nay một chị may mắn nhất hôm nay đúng không ạ? Em quay số mọi người nhá, quay số nhá. Rồi ạ, đầu tiên em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 98 mọi người nhá. Đuôi số điện thoại là số 98 này, em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 98. Lát nữa em sẽ công bố giá gốc của chiếc váy này luôn bây giờ đây mọi người nhá. Em sẽ công bố ngay bây giờ đấy ạ. Nào mọi người ơi, em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 98 nào. Nhanh chóng điện thoại cho nhà em theo số này mọi người nhá, số 98 đâu rồi ạ? Cái đuôi số điện thoại là 98 đâu rồi? Nhanh chóng điện thoại cho nhà em theo cú pháp này mọi người nhá. Mọi người cứ lên trên mốc càng cao thì nhà em quay số càng nhiều luôn. Đấy là phụ thuộc các chị nhá. Đâu rồi ạ? Số 98 đâu rồi ạ? Đuôi số 98 đâu? Nhanh chóng điện thoại vào số điện thoại của em luôn mọi người ơi, nhanh chóng cho nhà em được không ạ? Hôm nay thì người xem mà hơi thấp thì các chị cho em quay một số thôi các chị nhá. Giúp em đúng không ạ? Tại vì là cái dòng gen này là dòng gen cao cấp ạ. Ví dụ như các chị mà lên cho em nhiều người xem thì em sẽ quay nhiều số hơn ạ, quay đến 4 đến 5 số liền. Nhưng mà người xem cũng quá thấp luôn thì em sẽ quay cho một số chị và em sẽ công bố giá gốc luôn mọi người nhá. Giúp em được không ạ? Đây các chị ơi, số 98 có người gọi điện cho mọi người nhá, 98 đây. Alo. Alo ạ. Alo chị đúng rồi. Facebook chị tên là gì đấy ạ? Chị nhá, là chị hôm nay chị rất là may mắn đúng không ạ? Đã săn được cái váy ren maxi của nhà em với giá 99k rồi nhá. Thì chị nhớ là chụp lại cho em thì Trang chị chia sẻ cho nhà em đúng không ạ? Ok chị, để chiều nay nhà em sẽ chia sẻ với chị và tặng chị chiếc váy này với giá 99k thì nhá. Ok chị. Mọi người ơi, số 98 nhá, nhà em có người gọi điện rồi đúng không ạ? 98 có người gọi điện rồi nhá. Đấy như em vừa nói xong thì hôm nay là những chị hôm nay mình may mắn nhất thì sẽ săn được cái con cái váy này của nhà em với giá 99k đúng không ạ? Quay thêm đi, chia sẻ gì đó rồi đó. Chị Linh Lan ơi, lát này em sẽ quay số sau đúng không chị? Chị Linh Lan nhá, ở livestream sau, tại vì hôm nay cái lượt view nó cũng hơi bị thấp luôn ấy. Và bây giờ thì em sẽ công bố cái giá gốc luôn nhá. Chị Ngọc Sinh bắt đầu bán hàng mọi người nhá. Khi mà em công bố mã sản phẩm này và giá thì mọi người nhớ để lại cho em theo cùng một dòng comment nhá. Mã, số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment. Và váy này mặc đi chơi Tết thôi, quả thực rất đẹp luôn. Váy này bên em sẽ có mã là K5 mọi người nhá. K5 mọi người nhá. K5 này. Size sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg S, M, L, XL đúng không ạ? Và dòng váy về bên em sẽ là dòng váy maxi. Và giá bán trên cửa hàng của em sóc dáng mi hiện tại đang là 450. Nhưng trong cái livestream này sẽ giảm cho chị từ 450 giảm xuống còn 370.000 thôi. Giá mã K5 của em là váy dòng gen cao cấp maxi nhá mọi người nhá. Các chị lưu ý dòng gen của bên em là gen maxi dòng cao cấp. Và bên em có tất cả là 3 màu. Đó là màu tông màu đen này, tông màu hồng nút này và tông màu đỏ đúng không ạ? Mã sản phẩm bên em hôm nay sẽ là K5 và giá bên em sẽ là 370.000 một váy nhá các chị nhá. 370.000 chị Thu Hằng ơi. Bây giờ bắt đầu nhà em sẽ nhận đơn hàng cho mọi người với mã sản phẩm là K5. Mọi người cứ lên cho em mã K5 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện đúng không ạ? K5 này và số điện thoại của mình thì các bạn bên em sẽ gọi điện chốt hàng đúng không ạ? Ok chị Hoa Nguyễn ơi, thông cảm giúp em đúng không ạ? Chị nhá. Ok chị Thu em biết rồi ạ. Chị Hạnh Trần bắt đầu bán hàng rồi mọi người nhá. Mọi người bắt đầu bên em sẽ xả sản phẩm
là dòng gieo cấp hết. Những chị nào từng là khách quen mua hàng bên em rồi, số em bán hàng rất là uy tín luôn. Các chị mua về không ưng không vừa được đổi sang sản phẩm khác đúng không ạ? Đây, mặt trước đây, mặt đây là mặt ngang nhà em nhá, đây là mặt sau của em này, thấy cái đơn hàng K5 đang lên các máy rất là nhiều mã K5 rồi mọi người nhá. K5 của em sẽ có giá là 370.000 ạ, 370 mặc đi chơi test và thực rất là đẹp luôn. 370.000 thôi. Các chị ơi, 370.000 một cái chiếc máy gen Maxi. Mọi người ơi, dòng gen của bên em là sẽ là dòng gen Maxi mọi người nhá, không phải gen với gen phẩm đâu đúng không ạ? Bên em sẽ kết thúc cái chương trình bán hàng 99k một chiếc. Và vừa xong thì nhà em có quay số rồi. Những chị mà hôm nay được mà trúng mini game của nhà em thì mỗi chị sẽ nhận con một cái váy này trị giá 99k một chiếc đó, thì dành cho những chị mà hôm nay nhà em quay đúng số được không ạ? Ok chị Trần Trang ơi, chị lần đầu tiên vào shop của em đúng không chị? Lần đầu tiên là chị vào shop của em phải không ạ? 370.000 một váy chị ơi, nhưng váy của nhà em là váy gen Maxi chị nhá, mã K5370. Chị nào từng khách quen của nhà em là các chị mua hàng các chị biết rồi đúng không ạ? Ok chị đây, ok chị Thu Quyên Quyên ạ. Váy gen Maxi mặc đi chơi Tết chỉ còn 20 ngày thôi là Tết rồi. Các chị đi kiếm váy bây giờ cũng rất là khó luôn đúng không ạ? Đi kiếm váy bây giờ cũng rất là khó để mặc Tết đúng không ạ? Tết năm nay thì thời tiết nó sẽ không lạnh đâu mọi người nhá, thời tiết rất là ấm rồi. Thời tiết năm nay sẽ là rất là ấm mọi người nhá. Em thấy đơn hàng K5 cũng đang lên rất là nhiều, K5 khách quen của nhà em rồi đấy ạ. Khách quen nhà em rất là nhiều rồi mọi người nhá. K3 màu hồng giúp ok chị nhóc lớp, nhà em đang chốt cái màu hồng nu áo phao ngày hôm qua K3 đúng không chị? Hôm qua nhà em đang chốt, vẫn đang chốt nhưng mà chưa chốt xong chị ạ. Màu đen của đây chị ơi, màu đen của nhà em đây. Mã K3 của nhà em có giá 370 mặc đi chơi Tết, quả thực rất là đẹp luôn và quan xuất sắc luôn mọi người nhá. Để lại, hãy để lại cho em mã K5 vào số điện thoại của mình, các bạn em sẽ gọi điện chốt hàng các chị sau đúng không ạ? K5 của em. Ok chị Huệ Nguyễn ơi, các chị nhìn này. Dòng gen của nhà em là gen dài để bắt cá chân chứ không phải là gen ngắn như đây đâu mọi người nhá. Cái dòng gen này nhưng mà nó mà nó dài đi đầu gối thì giá sẽ khác, và cái giá nó maxi nó sẽ khác hoàn toàn với cái dòng dòng thấp mọi người đúng không ạ? Cái dòng maxi tất nhiên phải mắc hơn đúng không ạ? Chị bình thường mua một cái váy mà 200.000 đến 200.000 mặc làm sao được cái váy này được, mặc đi chơi Tết đúng không ạ? Các chị muốn sang muốn đẹp thì các chị phải bỏ tiền ra mua một cái váy đắt hơn khoảng 20-30.000 thôi, nhưng mà nó rất là đẹp và rất là sang. Mặc đi chơi Tết thì mình sẽ nổi bật giữa đám đông mọi người nhá. Chất của em là chất gen và co giãn luôn chị nhá. Chất gen đây. Chất gen đây và co giãn đây, chất liệu gen nhà em đây, hoàn toàn là hàng cao cấp mọi người nhá. K5 370.000 một chiếc. Em cao 1m6 và em nặng 47kg thôi nhá chị nhá. Chị Phùng Nguyên nhá. Cứ có mã K5 vào số điện thoại thôi là các bạn em sẽ gọi điện cho mình sau đây. K5 nhà em thực sự là rất là xinh luôn mọi người nhỉ. Rất là xinh luôn đúng không ạ? Ống ngoài cũng rất là xinh luôn. Nó tuy đơn giản, một chiếc váy này nó tuy đơn giản thôi nhưng mặc lên người cực vô cùng sang. Các chị có biết cái váy này là vô cùng sang ở điểm gì không? Đó là cái thiết kế váy này là cổ V mọi người nhỉ. Thiết kế cổ V lên mặc lên người thành ra rất là xinh và cũng rất là đáng yêu luôn đúng không ạ? Mặc lên chơi Tết thì mình sẽ nổi bật giữa đám đông mọi người nhá. Chỉ có 370.000 cho một chiếc váy đẹp như này, mọi người có thấy đáng không ạ? Một chiếc váy maxi chứ không phải chiếc váy dài đến đầu gối đâu mọi người nhá. Dòng này bên em sẽ là dòng chiếc váy này bên em sẽ là dòng váy maxi này. Nó sẽ dài qua đầu gối và nó sẽ dài đến gần mắt cá chân luôn. Đúng ạ? Dài gần mắt cá chân luôn mọi người nhá. Đây chị ơi. Gần mắt cá chân luôn mọi người nhìn này, đẹp chưa? Xinh chưa? Ồ, em thấy đơn hàng mà K5 cũng đang lên rất là nhiều từ đến giờ rồi đấy ạ. Chị ơi, chị Hải Nguyễn ơi, chị Hải Nguyễn, chị là người của shop nào chị Hải Nguyễn? Chị Hải Nguyễn ơi, cái dòng này của nhà em nhá là dòng dài thì mắt cá chân và hàng bên em toàn bộ là hàng maxi hết đúng không ạ? Còn cái dòng đây là cái dòng ngắn đến đây thôi, nó chỉ có là 280.000 thôi nha, 290.000 thôi, còn dòng của em là dòng maxi. Nên đừng so sánh cái dòng maxi và cái dòng ngắn đến đầu gối đến đùi thì sao mà có giá đấy được đúng không các chị? Mua vải cũng chẳng thể ấy được đúng không ạ? 65kg chị Trúc Nguyễn mặc cho em size XL chị ạ, mặc cho em size XL. Chị Hoàng Mỹ mặc cho em size XL luôn đúng không ạ? K5 của em có giá 370.000 một váy, mặc đi chơi Tết quả thực quá xuất sắc luôn. Màu hồng nút của em là chị Thu Dung nhá, hồng nút em đấy ạ. Cảm ơn chị Thu Dung nhá, cảm ơn chị Quý Lê, cảm ơn chị Thùy Linh Nguyễn này. Chúc tất cả mọi người luôn nhá. Quần của em có quần da lót lông và quần da không lót lông. Với cái dòng quần da lót lông của nhà em là giá là 300.000, còn cái dòng da quần da mặc đi chơi Tết ấy không lót lông thì khoảng hơn 200.000 thôi mọi người nhá. Túi sách của em thì 350 chị ạ. Hàng Max trong cốp mọi người nhá. Chị Hoàng Mỹ ơi, chị để lại cho em K5 vào số điện thoại đi ạ. Chị Hoàng Mỹ nhá, các bạn bè em sẽ gọi điện. À chị 60kg thì mặc cho em size XL đúng rồi chị. Chị Trúc Huỳnh 65kg mà XL là chị Hoàng Mỹ mặc cho em size XL này. Cái ghế mặc đúng cho mọi người xem, cái ghế nhỏ. Em chút xíu mọi người nhá. Quần cho người 43kg xem trên cái ăn mua ảnh nhà em đúng không ạ? Mã K5 của nhà em nhá có giá là 370.000 một váy dòng gen
nhanh chóng sắm cho mình một chiếc váy ren này. Nó rất là sexy luôn, rất là đẹp luôn, chất liệu ren mà nó vô cùng kín đáo luôn này. Đây mọi người nhìn này, nó dài thì mắc cá chân nhưng máy maxi cơ mà, có váy bình thường đâu ạ. Cứ có mã K5 và số điện thoại các bạn bên sau gọi điện cho chị sau. Váy em mặc của em có giá 370, dòng ren cao cấp váy maxi chị nhá. Dòng ren cao cấp váy maxi. Size bên em đang sẽ là size bên em sẽ là size S, size M này. S, M, L, XL đúng không ạ? Size S, size M, size L, size XL mọi người nhá. Đây ạ. Dòng ren nhà em đây ạ. Chất liệu ren nhà em đây rất là đẹp luôn mọi người này. Đấy. Nó sẽ dài mắt cả chân mọi người nhá. Size sẽ là từ 40 cân tới 65 kg ạ. Chị Linh Ruby ơi, váy đang mặc của em là 370.000, váy ren, dòng ren cao cấp chị nhá. Dòng ren cao cấp đi ạ. Chị Hoa Nguyên ơi, váy nhà em là váy maxi chị nhá, chứ không phải là váy bình thường đâu chị nhá. Chị Hoa Nguyên nhá. Chị Ngân Hồ 49 kg thì chị mặc cho em size M cho xinh nhá. Mặc cho em size M. Dòng của em là dòng maxi luôn mọi người, vui lòng không so sánh dòng maxi dòng khác đúng không ạ? Váy này bên em sẽ có 3 màu, đó là màu hồng nút này, màu đen này và màu đỏ đô này. Chất liệu váy bên em sẽ là chất liệu ren nhũ mọi người nhá, và dòng này là dòng maxi đấy ạ. Nên mọi người đừng so sánh cái dòng maxi và cái dòng bình thường, nó khác hoàn toàn nhau mọi người nhá. Váy này của em thì độ dài của nó sẽ dài qua đầu gối và đến mắt cá chân nhá chị nhá. Nó ngay đầu mà em. Em cao 1m6 và em nặng 47 kg nhá, chị Trần Thị Mỹ Hạnh đúng không ạ? Bây giờ cứ có mã K5 này và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau nhá. 370.000 một váy, mặc đi chơi Tết quả thật là rất là đẹp luôn, nó rất là xuất sắc luôn đúng không ạ? Nên chị nào muốn mua chiếc váy này với giá là 370.000 để mặc đi chơi Tết thì mọi người hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc váy này với giá 370 đi ạ. Rất là đẹp luôn chị này, chất liệu vải nhà em không phải nói luôn. Và dòng này bên em sẽ là dòng maxi mọi người nhá. Dòng maxi đã không phải là dòng ngắn đây mọi người nhá. Cái dòng mà nó ngắn ngắn đến đây thì nó giá nó khác, còn dòng maxi là giá lại khác luôn đúng không ạ? 370 một váy thôi. Chị Trần Thị Minh Trinh ơi, size S nhá. Size S chị ạ. Chị Cát Tường thấy comment của chị rồi nhá. Chị Hoàng Thúy ơi, váy đang mặc của em có giá 370 ạ. Chị một lần chị comment cho em bạn K5 như mọi người đang comment đi ạ. Bạn ơi thấy mình không? Chị Cát Trần ơi, chị Cát Tường thấy comment của chị rồi nhá. Chị Hải Yến, giá bên em đang sale với giá là 370 một váy này chị nhá. 370 dòng váy ren cao cấp. Chị nào muốn mua chiếc váy này mặc đi chơi Tết, dáng này form dài thì nhanh chóng sắm cho mình một chiếc váy ren maxi và nhiều tầm như của shop em đi ạ. Giá bên em chỉ có 370 thôi, rất là đẹp, rất là rẻ luôn mọi người nhá. Và đối với màu này bên em thì đang mang trên người em đây hiện tại là màu đỏ đô này. Có 3 tông màu chính, đó là màu đỏ đô này, màu đen này và màu hồng nút đúng không ạ? Size sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg đúng không ạ? Size từ 40 cân tới 65 kg các chị nhá. Chị Thương Từ ơi, chị 51 kg thì mặc cho em size M thôi chị Từ Thương nhá. Chị một lần chị comment giúp em như là chị Thu Yến và các chị phía trên đang comment đi ạ. K5370 ạ. K5370 mọi người nhá. Ren của em sẽ là ren dài tay mọi người này. Ren của em sẽ là ren này, dòng ren nhũ và là hàng dài tay mọi người, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Chị Thu Hồng Nguyễn đó đúng không ạ? Mọi người đừng so sánh cái dòng mà nó ngắn tới đầu gối đúng không ạ? Và một cái dòng nó dài maxi này nó giá sẽ khác hoàn toàn nhau mọi người đúng không ạ? 370 một chiếc váy này ạ. Cảm ơn chị Hằng Phạm nhá. Váy này hôm nay có giá 370 nhá chị Phạm Ngọc Trinh nhá. Chị muốn lấy chị comment giúp em chị Hằng Phạm và chị Thu Yến phía trên đang comment đi ạ. Độ dài của váy này sẽ là dài tới mắt cá chân ạ. Váy maxi dài mắt cá chân mọi người nhá. Chị Như nhá. Anh chị ơi, bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã K5 nữa không thì chốt luôn cho anh em cái mã K5 và kèm theo cái số điện thoại của nhà mình cho bên em luôn đúng không ạ? Chị Sâm Hồng ơi, size to nhất bên em sẽ là size XL nhá. To nhất bên em sẽ là size XL đúng không ạ? Dòng váy ren maxi. Đang mang của em là 370 chị Dô Hy Trinh nhá. Chị Phạm Ngọc Trinh ơi, váy này hôm nay bên em có giá là 370 ạ. Sam Phạm ơi, mét 6 là 47 kg mà cho em size S ạ. Mét 6 47 mà size cho em thì nhá. Nào còn chị nào muốn chốt, cảm ơn chị Thỏ Ngọc K5 đỏ đô size S. Còn chị nào muốn chốt cái váy này giá 370 mà cái chơi Tết nữa không thì chốt luôn cho nhà em nha mọi người nhá. Em sẽ chốt cái mã K5 này trong khoảng 3 phút nữa thôi nha mọi người nhá. 3 phút nữa thôi ạ. Cảm ơn chị Hồng Nguyễn K5, chị Thỏ Ngọc K5 ạ. Tiếp theo ạ. Dáng ngắn hơn
nhà em không bán thì em chỉ bán sáng dài thôi nhé chị Thu Trang như đây ạ. Sáng dài maxi nhà em đi ạ. Chị Sâm Hồng ơi, chị cứ để lại K5 số điện thoại đi thì bên em sẽ gọi điện tư vấn xa chị xong nhé chị Sâm Hồng đúng không ạ? Váy bên em sẽ là dài đến mắt cá chân, gần mắt cá chân luôn, dáng maxi mà nên độ dài của nó sẽ là dài đến mắt cá chân chị ạ. Mặc đi chơi Tết thì quả thực rất là đẹp luôn, rất xuất sắc luôn mọi người nhé. Độ dài của chiếc váy này sẽ là dài đến mắt chân mọi người nhá. Mắt chân này này mọi người này. Đấy. Vì dòng váy maxi mà. Chị Thu Huế ơi, đơn hàng của chị em nhận đơn chị rồi, K5 rồi nhá chị Thu Huế nhá. Nhớ chị rồi đấy ạ. Váy này bên em thì sẽ có 3 màu, đó là màu hồng nút này, màu đen và màu đỏ đô ạ. Chất liệu bên em sẽ là chất liệu ren nhũ mọi người nhá, chất liệu ren nhũ. Đây là màu hồng nút này các chị này, màu hồng nút này. Hồng nút mọi người nhá. Cứ có mã K5 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau đúng không ạ? Mẹ nhà em đây, độ dài của nó sẽ là dài đến gần mắt cá chân và bắp chân nha mọi người nhá. Ok chị Như Như ạ, vâng ạ. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã K5 của nhà em nữa không thì các chị chốt luôn nhà em nhá. Cảm ơn chị Thơ Nguyễn, mã K5 tiếp theo thường chị Thơ Nguyễn ạ, của chị là đỏ đô size L ạ. 370 ạ, chị Thỏ Ngọc ạ. Đỏ size S ạ. Ngoài cái váy này ra thì bên em còn tặng kèm thêm ý. Là một cái đai mọi người nhá, một cái đai thắt ngang mọi người này. Thì không thể thiếu trong những ngày Tết sắp tới đúng không ạ? Mặc váy này thì mình sẽ nổi bật giữa đám đông này đúng không ạ? Mình sẽ rất là xinh luôn đúng không ạ? Em không chị ạ, nếu mà dáng này thì nhà em chỉ có như này thôi chị nhá. 70kg thì em không có size chị Duyên Lê nhá, em chỉ có size từ 40 cân thôi ạ. Cho tới 65kg thôi chị nhá. 370.000 mã K5 ạ. Nên cứ có mã K5 vào số điện thoại là các bạn bên em sẽ lên đơn hàng cho chị và không cần hỏi gì nhiều đúng không ạ? Vâng ạ, chị Cát Tường ơi, chị lấy màu hồng nút size S. Comment như các chị phía trên đang comment giúp em được không ạ? K5 số điện thoại của mình nhá, trên cùng một dòng comment giúp em ạ. Chị Trần Thị Hoài ơi, size S, size M, size L, size XL từ 40 cân cho tới 65kg nhá chị nhá. 40 đến 65kg ạ. Chị Kim Ngân ơi, lát em sẽ thay sau cho chị Kim Ngân nhá. Đây tông màu đen của nhà em đây, màu đen đây ạ. Chị nào mà người mập mập ấy thì các chị có thể mặc sang cái tông màu đen thôi nhà em, hoặc tối màu ấy. Mà chị nào mà người gầy gầy như em ấy thì các chị có thể mặc sang các tông màu như là màu hồng nút với màu đỏ đô đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Còn chị nào muốn chốt cái K5 được không nào? Chốt luôn cho bên em đúng không ạ? K5 của em có giá là 370. Size sẽ là từ 40 cân này. Size sẽ là từ 40 cân này cho tới 65kg. Và cái dòng này của bên em là dòng cao cấp. Các chị nhá, dòng cao cấp lên mặc đi chơi Tết. K5 của nhà em thì sẽ có size từ 40 cân cho tới 65kg này. Size 40 cân tới 65kg. Và dòng này của nhà em sẽ là dòng dài để mắt cá chân mọi người nhá. Dòng maxi dài mắt cá chân này. Ngoài chiếc đầm này ra thì bọn em còn kèm thêm, đó là một cái chiếc đai mọi người nhá. Kèm thêm một chiếc đai này. Váy đầm của em, váy của em sẽ là váy dài qua gối nhá chị Hiếu Lê nhá, váy dài qua gối nhá. Chị Huế đi ngay, màu đen của nhà em đây, chị có thể hình dung giúp em đỡ phải thay đúng không ạ? Màu đen của nhà em đi ạ. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã này không thì chốt luôn cho nhà em nào mọi người. Chị Diệu Trần ơi. Không nhá, chị Diệu Trần nha đây ạ. Tới 65kg. Bây giờ còn chị là muốn chốt nó không ạ? Đẹp tân lai mọi người nhá. Chị Huế đi ngay, chị muốn lấy máy này màu đen thì chị có thể comment cho nhà em nhá. Là K5 màu đen và kèm theo cái số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment tân lai chị bây giờ mọi người nhá. Cảm ơn chị Cường Phượng ạ, lấy mã K5 màu đỏ size XL ạ. Màu hồng nút của nhà em đây là mọi người này, hồng nút này. Hồng nút này, đen này, đỏ đô này. Đây chị ơi, đứng xa đây chị. Váy em là váy maxi nhá, váy maxi mà. Chất liệu ren nhũ. Chị Mai Anh ơi, chị có chốt đơn cho em chưa? Của chị để lại mã K5 370 và số điện thoại của mình chưa ạ? Chị Mai Anh, nếu mà chị để rồi thì bên liên hệ chị rồi nhá. 370 nhá chị nhá. 370 chị Đinh Khánh Chi ạ. Dòng ren maxi hàng cao cấp ạ. Dáng maxi dài tới mắt cá chân, gần mắt cá chân luôn. Đúng rồi, dáng maxi thì Diệu Trần nhá. Chị muốn lấy chị comment cho em mã là K5 số điện thoại của mình luôn được không ạ? Chị Ngọc Vicky ơi, lấy một cái áo lông K1 với cả một áo
chị Ngọc Vicky có thể inbox cho nhà em luôn để cái mã K1 áo lông đúng không ạ? K1 thì comment giúp em đi. Còn chị comment luôn đây cho nhà em là K1 và kèm theo cái số điện thoại của mình đi, là các bạn em sẽ gọi điện cho chị sau đúng không ạ? Mã K1 nhá. K1 đấy ạ. 370.000 một váy, dòng cao cấp ạ, và đi chơi test thực sự là đẹp luôn ạ. Chị Diều Trần đây là dòng maxi chị nhá. Chị Hoa Ngọc ơi, 48kg thì mặc cho em size S cho xinh nhá. Size S cho xinh đúng không ạ? Chị Nam Nhàn, vâng ạ, chị mua thì chị comment giúp em mã là K5 và số điện thoại của mình thì đặt live stream bây giờ đúng không ạ? Cái đang mặc của em có mã là K5 và 370 nhá, em đã ghi trên đó rất rõ ràng trên bài viết rồi. K5 370 ạ. K5 370 nhá. Cảm ơn chị Trương Nghĩa Lê Ly là K5 ạ. Chị Phạm Linh K5 ạ. Chị Hoa Ngọc 48 mặc CS ạ. 370.000 ạ. Các chị chốt nhanh cho nhà em để đặt live bây giờ mọi người nhá. Cảm ơn chị Ngọc Vicky lấy mã K1 2 chiếc ạ. Chị Nguyễn Hoa lấy K1 áo lông màu đen, comment giúp em K1 số điện thoại mình trên cùng một dòng giúp em mã K1 đúng không ạ? K1 của em vẫn là dòng áo lông. K1 của em là cái dòng áo lông chưa có live stream, có màu hồng nút này, màu xám này, màu khói này, xám này, đen này, hồng nút đỏ đô đấy. Màu da nữa, đấy là dòng K1 bên em nhá. Chị Nguyệt Như ơi, váy đang mặc của em có giá 370 và đi chơi test rất là xinh luôn nhá. Chị muốn lấy chị comment giúp em mã là K1 và số điện thoại của mình giúp em như mọi người đang comment phía trên đúng không ạ? Chị Thanh Xuân Dương ơi, 65kg váy này mặc cho em size XL chị ơi, chị lấy chị comment giúp em mã K5 để số điện thoại để em luôn tắt live bây giờ mọi người nhá. 63kg thì chị Nguyễn Anh mặc cho em size XL váy này cho em nhá. Chị muốn lấy comment giúp em mã K5 số điện thoại mình luôn đi ạ. K5 của em 370. Chị gì phía trên đi ạ? Chị Diệu Trần ơi, chị 58kg thì mặc cho em size L chị nhá. Em cảm ơn chị Nguyễn Hoa nhá, lấy áo K1 màu hồng, áo lông đen ạ. Nào các chị ơi, váy xem maxi của nhà em đây là còn chị là muốn chốt nó không thì chốt luôn cho nhà em mã K1 mã K5 của nhà em để tắt live stream bây giờ mọi người nhá. K5 hồng nút này. Cảm ơn chị Diệu Trần lấy K5 tiếp theo màu đỏ đô này. Cảm ơn chị Tư Thương lấy K5 màu đỏ đô size M này. Cảm ơn chị Nguyễn Hoa lấy K1 lông đen này. Chị Hoa Nguyễn, có hai Nguyễn Hoa hay sao nhỉ? Một Nguyễn Hoa này và một Hoa Nguyễn. Hai chị khác nhau đúng không ạ? Avatar khác nhau đúng rồi ạ. Hai chị khác nhau đúng không? Cảm ơn chị nhá. Anh cảm ơn chị Putin lấy K1 màu đen ạ. Cảm ơn chị này. Nào mọi người ơi, còn chị nào muốn chốt cái mã dòng gen maxi cao cấp nhà em không thì chốt luôn cho em 370 có 3 màu, đó là màu đỏ đô, màu đen đấy. Đỏ đô, đen và hồng, hút chốt luôn nhà em đặt livestream để em làm cái live một lần nữa mọi người nhá. Chị Diệu Trần ơi, ví dụ như bình thường mà chị 58kg đúng không? Thì chị mặc size L đúng không? Nhưng mà nếu mà chị đang có bầu hoặc là muốn mặc rộng rãi thoải mái thì chị mặc cho em size XL cho thoải mái luôn chị nhá. 58kg ấy. 370 mã K5, comment giúp em nhanh điểm tắt like được không ạ? Còn chị nào muốn chốt cái mã K5 nữa không thì chốt luôn cho nhà em mã K5 nhá. Cái váy này thì mặc đi chơi Tết thì quả thực là rất là đẹp và rất xuất sắc rồi, bởi vì là nó đẹp bởi vì sao? Nó đẹp bởi chất vải, chất liệu vải là dòng cao cấp mọi người nhá. Chất liệu vải của cái chiếc dòng của cái váy này bên em sẽ là dòng cao cấp. Cái thứ hai nữa là váy này bên em sẽ là váy thiết kế cổ V, nên thành ra mình mặc lên rất là sang luôn, nó không như là những kiểu cổ tròn đâu mọi người nhá. Nó không hề như những kiểu cổ tròn, cái kiểu cổ tròn mặc sẽ rất là quê luôn. Còn kiểu cổ V thì mặc vô cùng sang chảnh luôn mọi người nhá. Vô cùng sang chảnh luôn. Và giá bên em đang niêm yết bán trên cửa hàng của em 450. Bán trên tại cửa hàng của Shop Giang Mi nhà em là 450.000 đúng không? Nhưng trong cái livestream này em giảm, không các chị giúp em chia sẻ vào hội nhóm thì em sẽ giảm từ 450 giảm xuống còn 370 thôi, rất là rẻ rồi mọi người ạ. Một cái váy maxi này nó dài như này mà có 370.000 thôi. Cảm ơn chị Mai Mai Trương K5 ạ. Cảm ơn chị Mai Mai Trương K5 nhá. Cảm ơn chị Su Phạm K5 màu đỏ đô ạ. Cảm ơn chị ạ. Size sẽ là từ 40 cân đến 65kg ạ. Chị Hồng Vân ơi, 53kg, 753kg, chị hơi cao đúng không? Bình thường là 53kg mặc size M, nhưng mà chị tại vì là chị hơi cao đúng không? Chị hơi cao mặc cho em size L ấy chị nhá. Mặc size L cho em dài, dài rộng đúng không ạ? Chị Phượng Cương ơi, do em ở ngoài Hà Nội và bên em sẽ giao hàng trên toàn quốc đúng không ạ? Mã K5 của em có giá 370 một váy thôi, 370.000. Còn chị nào muốn chốt nữa không thì chốt luôn cho em nhé, em mã K5 đúng không ạ? Bên em có tất cả là 3 màu. Cảm ơn chị Thanh Xuân Dương lấy K5 tiếp theo màu đỏ đô size XL nhé đây ạ. Chất vải nhà em sẽ là chất vải ren nhũ mọi người nhé. Đây, màu nút nhà em đây, nhà em toàn dòng đẹp và dòng cao cấp thôi mọi người nhé. Các chị mua hàng quen nhà em rồi, các chị sẽ biết như nào rồi, chứ em không cần giải thích nhiều cho nó mệt ra làm gì đúng không ạ? Chị Mỹ Dung Huỳnh Như ơi, chị mét 55 mặc 65kg mặc cho em size XL chị ạ. Chị lấy cái mã này chị comment giúp em mã K5 và kèm theo cái số điện thoại của mình 330.000 thôi. Em ở ngoài Hà Nội và số em giao hàng trên toàn quốc đây các chị nhìn này. Váy ren maxi dòng cao cấp nhà em đây ạ. Cao cấp nên cứ có mã K5 và số điện thoại các bạn em sẽ gọi điện chốt đơn đúng không ạ? Cảm ơn chị Hồ Huệ K5 nhá, chị Sơn Dương K5 rồi ạ.
chơi Tết thì quả thực là quá đẹp và quá xuất sắc rồi, không cần nói là phải làm gì đúng không ạ? Và K5 vừa xong thì em có chốt cái mã K5 này rất là nhiều rồi mọi người nhá. Em bây giờ còn chỉ là muốn chốt cái mã K5 nữa không thì chốt luôn cho nhà em cái mã K5 này đúng không ạ? Để nghỉ like mọi người nhá. Chị Dung Lê, mét 6, chị 65kg, mặc cho em size XL này. Mã K5, váy gen maxi 370. Chị là muốn lấy comment giúp em K5 số điện thoại của mình nhá. Chị cùng một dòng comment giúp em ạ. Và bên em sẽ có 3 tông màu, đó là 3 màu, đó là màu đỏ đô này, màu hồng nút này và màu đen đúng không ạ? Đỏ đô, hồng nút, đen. Gen maxi đây. Độ dài của váy này sẽ là dài từ mắt cá chân nhé, mắt cá chân. Chị Hoa Nguyễn ơi, chị mét 56, à chị mét 6 mà chị nặng 56kg thì chị mặc cho em size L nhé. Mặc cho em size L đúng không ạ? 370, 370.000. Màu hồng y chị, ok chị Diễm Lê. Đây là màu hồng nút chị ạ. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã K5 nữa không thì kèm theo cho nhà em luôn số điện thoại của mình như mọi người phía trên đang comment đúng không ạ? 370.000 một váy maxi, váy gen maxi dòng cao cấp như chị Hồng Phạm 370 ạ. Chị Phượng Dương ơi, mét 7. Vừa xong hình như là chị 58kg, mặc cho em size L nhá, mặc cho em size L đúng không ạ? Mọi người có comment K5 và số điện thoại đi là các bạn bên em sẽ gọi điện sau đúng không ạ? Của em hay bắt đầu chương trình như chị Hồng Trần nhá, mà chị vào hơi muộn ạ. Nhé em hay bán cái giá đấy được đâu chị đúng không ạ? K5 của bên em có giá là 370.000 và size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg và dòng gen bên em sẽ là toàn bộ là dòng gen cao cấp đúng không ạ? Dòng gen bên em sẽ là dòng gen cao cấp các chị nhá. Đây chị ơi, em rất là ngại thay đồ. Chị xem màu em ướm thử mọi người nha, đây là ướm thử nha mọi người này. Mình có thể kết hợp thêm một cái túi xách nha mọi người này. Váy này mặc đi chơi Tết quả thực rất đẹp luôn ạ. Cảm ơn chị Hành Trần nhá, K5 ạ. Đây, các chị kết hợp thêm một cái túi xách cho em nhìn này. Tết năm nay thì thời tiết cũng sẽ không lạnh đâu mọi người nhá, thời tiết cũng rất là nhẹ thôi. Và các chị mặc váy này này, sau các chị khoác một cái áo dạ ra ngoài, quá đẹp luôn đúng không ạ? Mặc cái váy này ở trong, xong khoác thêm một cái áo dạ dáng dài ra ngoài. Chị nào có áo dạ ở ngoài thì mặc thêm khoác ra ngoài cũng được. Nó mặc bình thường được các chị nhá. Chị Linh Phạm ơi, chị mét 58 mà chị nặng 61kg thì mặc cho em size XL, XL. Đây là váy maxi nhá chị Hồng Phạm nhá, váy maxi chị ạ. Váy maxi của em thì có giá 370 ạ. Ở trên cửa hàng của em bán 450, trong livestream bán 370 thôi ạ. Nhi ơi, chị muốn lấy chị comment giúp em mã là K5 gì á? K5 của em này. Chị Nguyễn Huyền xin chào ạ. Mọi người còn muốn xem hình của cái này thì đáp lên em sẽ hình trên trang mọi người nhá. Trên trang để mọi người hình dung ra dáng như nào mọi người nhá. Tại vì em bị cận nên thành ra là em phải quay cam gần không nhìn thấy gì luôn mọi người ạ. Chị Nguyễn Huyền xin chào ạ. Chị Ngọc Diệp Nguyễn ơi, chị mặc cho em size 2XL chị nhá. Em sao hết rồi, chị comment giúp em đi ạ. Mã K5 và số điện thoại của mình như là chị Diễm Lê đang comment nhá. Cảm ơn chị Diễm Lê ạ. K5 của chị là màu hồng nút xe ạ. Cảm ơn chị ạ. 370.000 ạ. Cảm ơn chị Lý Kem ạ, lấy mã K5 tiếp theo ạ. Cảm ơn chị Dung Lê lấy K5 này, cảm ơn chị ạ. Váy của em đây là váy maxi chị ạ, váy maxi của em này. Váy maxi của em mặc đi chơi Tết ạ. Các chị kết hợp thêm với một cái túi xách này. Đúng ạ. 370 ạ. Cảm ơn chị Dung Lê nhé, lấy K5 màu đỏ đô này. Size XL, cảm ơn chị này. Chị An Julie ơi, áo váy này của bên em có giá là 370 chị An Julie nhá. Chị Lan Hồng ơi, mét 59 nặng 50kg đúng chị? Mặc cho em size 50 60 đi, 50 cân mặc cho em size M nhá. Mặc cho em size M thôi ạ. Nó không đáng bao tiền đâu chị Diễm Lê, không là bao tiền đâu chị ạ. Cảm ơn chị Ngọc Hiệp Nguyên nhá, lấy K5 màu hồng giúp tiếp theo ạ. Áo khoác màu vàng, áo khoác màu vàng là áo nào nhỉ? Áo này á chị. Nhé hôm qua có like cái mã áo khoác mã là K3, mọi người có thể xem lại cái livestream hôm qua. Bên em cái mã K3 hôm qua thì em có là áo khoác K3 thì em là 330.000, có màu hồng hồng ruốc đậm như màu này này, đậm hơn một tí. Và có thêm màu nâu đồng này, màu đen, màu đỏ, đấy là cái mã hôm qua đúng không ạ? Chị Thanh Huy Matte ơi, chị mét 60 nặng 70kg, bên em không có size. Thì em chỉ có size khoảng 68 69 cân thôi. 70kg thì mặc cũng được các chị ạ, cũng hơi chậm một tí thôi chị ạ. Cảm ơn chị Ngọc Hiệp nhá, đơn nào chị em nhận đơn hàng chị rồi chị nhá. Váy của em, đầm của em có giá là 370, váy là mặc đi chơi Tết nhá chị Thúy Phạm nhá. 370 đầm mặc đi chơi Tết rất là đẹp luôn ạ. Đầm của em thì cái dáng bên em sẽ là form, bên em sẽ là form maxi nhá. Đầm gen, váy gen maxi mọi người này. Maxi rất đẹp luôn, 370.000 mã K5. 370 mã K5. Cho chị xem. Cô
nhá. Còn chị là lấy 2-3 chiếc đúng không ạ? 3 chiếc màu hồng ruốc, màu đen và màu đỏ đô. Cảm ơn chị nhá. Chị 60kg mặc XL cho em ạ. Chị Nguyễn Hoàng ơi, 1m65 mặc cho em size XL nhá. Chị 65kg mặc cho em size XL đây chị nhìn này. Dòng gen của nhà em này là dòng gen cao cấp. Cái nhất là cái thứ hai nữa là dòng maxi nhá. Nhưng thành ra là giá nó cũng bình thường thôi. Bán trên cửa hàng của em là 450, nhưng trong livestream giảm từ 450 giảm xuống 370 bán trong livestream thôi ạ. Em cảm ơn chị Thúy Phạm. Tiếp theo mã là K5 màu hồng tiếp theo ạ. Hồng nút phía sau, cảm ơn chị nhá. Hồng nút của chị đây ạ. Phía sau size S của chị. Và đây mặc đi chơi Tết thì quả thực là rất đẹp luôn ạ. Cho chị xem áo khoác vàng phía sau, em sẽ like sau nhá chị Phương Chi rồi. Như có phía trên rồi sao chị ạ? Có phía trên rồi sao chị ạ? Mọi người chia sẻ giúp em nhá. Đây ạ, màu hồng nút nhà em đây. 370.000 dòng gen cao cấp, dòng gen maxi cao cấp luôn, 370.000 dòng gen cao cấp nhá. Ok, Thanh Thủy Mata chỉ lấy màu đen size to nhất là size 2XL. Comment giúp em mã là K5 và kèm theo cái số điện thoại của mình đi. Mọi người phía trên đang comment giúp em chị nhá. Mã K5 chị ạ, mã K5 vào số điện thoại của mình. Dòng cao cấp của nhà em đây là dòng cao cấp đây. Cảm ơn Thanh Thúy ạ, K5 của chị nhá. Chị Xanh Mây ơi, 370.000 ạ. Chị Phương Chi ơi, cho xem liền có quần bi. Không hiểu, em không hiểu ạ. À chị Phương Chi ơi, chị em sẽ like sau nhá. Còn cái mã của chị là chị cái mã cáo 33. Không thì cô Phương Chi ơi, cô có thể vào xem lại cái like của cháu chưa qua cháu like ấy. Cô xem lại cho cháu cô nhá. Chưa qua cháu còn like cái mã nhá. K3 màu hồng nút, cả màu này và màu vàng đồng này. Chưa qua còn like cái mã này này. Áo phao màu hồng ruốc với cả màu nâu đồng cô ạ. Trương qua đến K3 330. Có đủ size đấy, có size 3XL đấy cô ạ. Cô nhá. Chị Thúy Phạm ơi, chị lấy chị comment giúp em mã K5 đi chị. K5 vào số điện thoại của mình. Nhưng mọi người phía trên đang comment đấy, các chị nhìn này. Chất gen bên em này, gen cao cấp luôn. Đây ơi, đứng xa chị xem này, đứng xa đi ạ. 370 mã K5. Size 40 cân tới 65 kg. Size 40 tới 68 kg thôi ạ. Cứ có mã K5 vào số điện thoại các chị nhá. Chị Xuân Mi ơi, chị lấy một chị lấy size S của màu nào thì comment giúp em của mã đó chị nhá. K5 số điện thoại của mình, các bạn bên em sẽ gọi điện chị sau ạ. Chị Billy Phạm ơi, 1m57 nặng 50kg mặc cho em size M chị nhá. 1m57 mà lặng trời lặng 50kg mặc cho em size M. Chị Thanh Thúy, em máy giữa pin yếu em ơi. Chị Thanh Thúy Mata màu đen của em nhé. Đây là màu đen này. Em lại thử lấy đồ luôn mọi người. Đây màu đen này. Hàng của em toàn bộ là dòng cao cấp hết mọi người nhé. Đây ạ, 370.000. Váy này 370. Mặc đi chơi Tết thôi. Quả thực rất đẹp và xuất sắc luôn mọi người nhé. Cảm ơn chị Trần Xuân Si lấy màu nút, màu nút size S màu hồng. Cảm ơn chị ạ. 370.000 của chị nhé. Chị Thanh Thúy màu đen có rồi này. Chị Anh Tuấn ơi, của em 370 ạ. Em cảm ơn ngân hàng của chị Nguyễn Hoàng K5 màu đỏ đô với màu hồng ruốc nhé. Cảm ơn chị Thúy Phạm lấy mã K5 màu hồng ruốc size S. Cảm ơn chị ạ. K5 của bên em sẽ có tất cả là 3 màu. Đó là màu hồng nút này, màu đen, màu đỏ đô ạ. Hồng nút đen đỏ đô. 370.000 một váy này thôi. Dòng cao cấp các chị này. Váy maxi. Đây maxi dài đấy. Dài, rất là dài luôn. Chứ không phải là cái dòng nó ngắn đây đâu mọi người nhá. Mọi người đừng so sánh cái dòng ngắn đây đâu. Dòng này em dòng dài mà. Maxi dài qua đầu gối và nó sẽ dài mắt cá chân luôn. 370 mã K5. Chị Hồng Tú, chị muốn lấy comment giúp em mã K5 cho mọi người phía trên đang comment nhá. Chị Nguyễn Hoàng ơi, size XL em nhé rồi. Đơn hàng của chị có chưa nhỉ? Chị chưa có, chị comment lại giúp em quên mất rồi. Cảm ơn chị Trần Suzy nhá. Chị Thúy Thanh ơi, cho chị đem dài cỡ nào em không thấy quy thế nhỉ? Đây chị ơi, váy của em dài đây. Maxi mà, dòng maxi mà. Cái này thì không phải chê ở đâu rồi mọi người ạ. Cái váy này thì mặc lên không thể chê vào đâu được. Nó chỉ có 370.000 cho một cái dòng váy maxi nó dài và chất gen đẹp như này. Các chị ơi, các chị mà đi mua cái dòng mà cái kiểu này nha, nhưng mà cái chất vải nó khác hoàn toàn thì nó khác, mặc lên người nó không hề sang một chút nào hết mọi người nhá. Không bao giờ sang luôn, nó thật sự luôn đấy ạ. Mình đắt khoảng 30-40.000 thôi nhưng mình mua được một cái váy rất là đẹp luôn để mặc đi chơi Tết đúng không ạ? Sắp Tết rồi mọi người, chỉ có 20 ngày thôi Tết rồi mọi người nhá. 48kg mặc cho em size S ạ. Chị Nguyễn Hoàng, chị comment giúp em mã là K5 vào số điện thoại của mình như mọi người đang comment phía trên giúp em đúng không ạ?
như mọi người phía trên đang comment giúp em nhá chị đó. Chị Hà Phạm Lucina ơi, mét 55 mặc 55 này, nặng 52 kg đúng không chị? Chị mặc cho em size M nhá, mặc cho em size M. Chị comment giúp em như mọi người phía trên đang comment đúng không ạ? Cảm ơn chị Putin nhá, mã K5 màu đen ạ. Cảm ơn chị Hải Nguyễn lấy mã K5 màu đỏ đô đang mặc size M, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Thúy Khanh lấy mã K5 tiếp theo ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Thế lấy mã K5 370 của chị ạ. Dòng em toàn bộ là dòng cao cấp hết mọi người nha, nhìn này. Hồng nút này, đỏ đô này, đen này, có 370 váy thôi nhưng mà mình mặc cái váy này nhá. Ví dụ như các chị mặc váy này bên trong đúng không? Các chị có thể mặc khoác thêm một kéo dạ ra ngoài, chị nào mà có khoác dạ ở ngoài đúng không? Các chị khoác thêm cho em một kéo dạ ở ngoài mặc đi chơi Tết thôi, thực sự là em thấy nó quá đẹp luôn mọi người ạ. Quá đẹp và quá xuất sắc luôn đi ạ. 370.000 một váy, một đầm maxi dáng dài tới mắt cá chân, gần mắt cá chân luôn, 370.000 mã K5 nhá. Đây chị ơi. Đây chị ạ, K5 của nhà em đây nhá. 370.000 mã K5, hàng cao cấp. Hàng bên em sẽ là dòng cao cấp, 370.000 dòng cao cấp. Độ dài sẽ qua mắt cá chân, dài mắt cá chân mọi người nhá. Em cảm ơn chị Nguyễn Hoàng nhá, thì mã K5 ạ. Sẽ có tất cả là 3 màu, đó là màu hồng nút này, màu hồng nút này, màu đen này, màu đỏ đô, có 3 màu. Và hàng bên em sẽ là hàng dài tay đây. Dài tay. Chất liệu ren nhú rất là đẹp và sơn sang luôn. Cảm ơn chị Ninh Phạm này K5 nhá. Ok chị đem một chút xíu chị Phương Hải đây, K5 của nhà em đây. Chất liệu ren đây, quá đẹp, quá xuất sắc luôn. 370.000 một váy dòng cao cấp, rất là đẹp luôn. 52 kg chị ở Nguyễn Thị Thúy Nhi mặc cho em size M nhá. Mặt sau của váy này, mặt trước của váy này. Đây, quá đẹp luôn các chị nhìn này. Cứ có mã K5 vào số điện thoại là các bạn em sẽ gọi điện các chị sau nhé. K5 vào số điện thoại là các bạn em sẽ gọi điện sau cho nhanh đúng không ạ? Cảm ơn chị Nguyễn Hương nhá, K5 ạ. Chị Nguyễn Hải Yến ơi, màu hồng nút này chị nhá. Hồng nút của em đây, nhà em đây ạ. Chị muốn lấy màu hồng nút thì chị comment giúp em nhá. Mã K5 hồng nút vào số điện thoại của mình chị nhá. Lát nữa thì kết thúc like thì chị chủ bên em sẽ up hình trên trang chủ nhé. Mọi người theo dõi nhà em để hình dung ra cái dáng váy này mọi người nhá. Đúng không ạ? Lát nữa ạ. Chị Thúy Nhi mặc cho em size M này. Chị Phạm Mỹ 1m65 60kg mặc cho em size XL chị ạ. Chị comment giúp em mã K5 và số điện thoại của mình luôn chị nhá. Chị Hà Phạm Luna ơi, màu đen mã K5 size M, comment giúp em K5 số điện thoại mình luôn đi ạ. Chị Tuyết Phụng ơi, 370.000 mã K5 dòng cao cấp maxi ạ. Váy ren cao cấp maxi ạ. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt nữa không thì chốt luôn cho nhé, mã K5 mọi người nhá. Chị Hành Trần ơi, màu đen của nhà em nhá, đây màu đen của nhà em đây. Dòng maxi màu đen đây. Còn chất liệu vải bên em đây. Nó chỉ hơi hơi nhũ một chút xíu thôi mọi người nhá. Nó hơi nhũ một tí xíu thôi, nó không phải nhũ nhiều đâu mọi người nhìn này. Đẹp chưa ạ? Chất liệu ren, dòng cao cấp có 370.000 một cái váy nó dài như này. Một cái váy nó dài đến mắt cá chân thôi. Quá đẹp luôn, 370.000. Cảm ơn chị Hà Phạm Lula, K5 của chị là màu hồng nút size size M 370 của chị nhá. Chị Phạm Thảo ơi, chị mét 1m65 mà chị nặng 68 kg, mặc cho em size 2XL nhá. Mặc cho em size 2XL đúng không ạ? Chị đấy chị comment giúp em mặc K5 như mọi người phía trên đang comment giúp em nhá. Chị Phạm Thảo mặc được chị nhá, mặc ok chị ạ. Mặc thoải mái luôn, tại chất ren của nhà em là chất ren không? Co giãn chị ạ, chất liệu co giãn này, co giãn hoặc là co giãn. K5 370.000 và bên em sẽ có 3 tông màu, 3 màu là màu đỏ đô này, đỏ đô này, hồng nút, đỏ đô, hồng nút và đen nhá. Size sẽ là từ 40 cân tới 68 kg, 40 cân tới 68 kg, S, size M, size L, size XL và size 2XL. Và bên em sẽ là dòng đây, chất liệu ren nhũ nhà em đây. Chị Hà Phạm Luca ơi, ok cảm ơn chị nhé, của chị K5 màu hồng có rồi chị nhé. Chị nào từ là khách quen mua hàng của nhà em rồi, các chị mua hàng như nào rồi, mọi người có thể vào các cái phản hồi, mọi người kích vào cái phần album ảnh của bên em và xem những cái hạn phản hồi của khách về nhà em ấy, những phản hồi về sản phẩm ấy của khách nhà em, về những sản phẩm của nhà của shop em đúng không ạ? Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg nào. Các chị ơi, bây giờ còn chị nào muốn chốt nốt cái mã K5 hay không thì chốt luôn cho em mã K5 mọi người nhá. Chị Ngọc Diễm ơi, chị mét 55 mà chị nặng 60 kg đúng không chị? Thì
cho em size XL nhé chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm nhé. Mặc cho em size XL được không ạ? 370.000 mã váy ren dòng cao cấp maxi của nhà em, 370.000 đi ạ. Đây 370 đi ạ. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã này không thì chốt luôn cho nhà em mã này để tắt like mọi người nhé, để nghỉ like đúng không ạ? 60kg chị Phạm Nga mặc cho em size XL chị nhé. 60kg và XL cho nhà em ạ. Dòng ren bên em sẽ là ren cao cấp, chất liệu bên em sẽ là chất liệu ren nhũ đi ạ. Hàng ren nhũ chị nhé. Ok chị Phạm Thảo. Chị Phạm Thảo comment giúp em mã K5 và cái số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em nhé chị nhá. Để tắt like bây giờ, để nghỉ like mọi người nhá. Thank you.
Ngân Nguyễn ơi, 370.000, 370. Sẽ dài mắt cá chân mọi người nhá, dài mắt cá chân luôn. 370.000 ạ. Cảm ơn chị Ngân Nguyễn nhá. Lấy K5 ở hồng nút của chị, cảm ơn chị ạ. K5 370.000, váy gen maxi còn chỉ là một chốt nó không để tan like mọi người nhá. Và bên em sẽ còn tất cả là 3 màu, đó là màu hồng nút này, màu đen này, hồng nút này, đen và màu đỏ đô ạ. Đây ạ. Đỏ đô, hồng nút này mọi người xem cho nhà em màu nhá. Đây, em muốn màu cho các chị xem nhá. Hồng nút này, toàn màu đẹp thôi các chị ạ. Toàn màu đẹp và toàn màu hot thôi. Dáng váy sẽ là dài thì qua mắt cá chân mọi người nhá. Bên em toàn dòng cao cấp rất là đẹp luôn, chất liệu vải không phải nghĩ luôn, chất liệu vải đây. Chất liệu vải nhà em sẽ là vải gen, gen mũ. Rất là đẹp. Em tắt like mọi người nhá, tắt like mọi người nhá. Chị nào muốn mua cái máy này có thể inbox cho bên em đúng không ạ? Em thấy em nghỉ like mọi người nhá. Chúc tất cả chị yêu của em luôn xinh đẹp đúng không ạ? Và lát nữa thì em sẽ quay trở lại với một mã mới tiếp theo của bên em đúng không ạ? Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.